Người Tây Tạng gọi đó là thánh mẫu của vũ trụ, còn người Nepal gọi đó là tráng trời, và những người đam mê sự chinh phục gọi đó là trục thứ ba của địa cầu hay nóc nhà của thế giới. Nhưng để chinh phục Everest, mọi thứ đều không đơn giản. Hiện tượng chảy máu mũi vẫn xảy ra từ đêm hôm trước. Hôm nay anh Hùng thông báo sẽ là một ngày dài, nhưng ai cũng đã cảm thấy thấm đòn. Thậm chí giác chiếc đã thấy tim đập loạn xạ, thở dốc như vừa chạy tiếp sức vượt rào sông. Chặng đường hôm qua dài hơn 320 km, phải vượt đèo Caro trên đỉnh Nochincansa cao 5.000 m để đổ về thung lũng Sigase 3.900 m, để hôm nay lại vượt 245 km nữa để đạt độ cao 4.350, rồi 5.000 m để tiếp cận khu vực bảo tồn thiên nhiên Chomolungma, cửa ngõ đi lên Everest Base Camp, trại căn cứ của những nhà tinh tri đã phải sơ cứu cho thở bình oxy nhiều lần. 4 giờ sáng, cả đoàn họp khẩn cấp theo chỉ định của bác sĩ địa phương, phải bằng mọi cách đưa thành viên đang ốm hạ độ cao ngay, bởi tất cả các phương pháp cấp cứu suốt đêm qua chỉ là tạm thời. Phương pháp hữu hiệu nhất để tạo sự an toàn tính mạng là hạ độ cao xuống dưới 3.000 m. Phương án 2 được quyết định. Cô phiên dịch Wesley phải bằng mọi cách đưa thành viên vượt ốm, vượt chặng đường gần 300 km về Tranmu, độ cao chỉ còn 2.700 m, để bảo đảm an toàn. Nhóm còn lại sẽ tiếp tục lên đường vào Chomolungma để đến Rongbuk khoảng 5.000 m, và từ đó đi bằng ngựa thồ lên Everest Base Camp khoảng 5.200 m. Nhiều người cho biết đến Everest Base Camp phải chuẩn bị tinh thần vì đỉnh núi dáng của nóc nhà thế giới, bởi mây mù, bão tuyết cũng như những nhà thám hiểm đến đây từ khắp thế giới. Không phải ai cũng có được sự may mắn chinh phục đỉnh cao 8.848 m. Bởi hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày 29 tháng 5 năm 1953, ngày mà nhà thám hiểm New Zealand Edmund Hillary và người dẫn đường Sherpa Tenzin Norgay, những con người đầu tiên đặt phục được độ cao tuyệt đối này, và hơn 200 người khác đã gửi xác lại dọc con đường lên đỉnh băng giá. Khi chúng tôi đặt chân lên đến Everest Base Camp, khoảng hơn 20 túp lều trại của những người Sherpa, một bộ tộc chuyên làm công việc khuân vác và dẫn đường chinh phục Everest, giăng khắp nơi. Để tránh cái rét, chúng tôi chui vào một túp lều. Anh Tinda Sherpa, chủ lều, cho biết mùa này đã hết mùa thám hiểm Everest, nên hầu như không còn lèo nào là của những người chinh phục, và anh cũng không chắc là chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được Everest hay không. Để trở thành những người anh hùng chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này, không chỉ đòi hỏi những tố chất đặc biệt của cơ thể con người, có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt đến tận cùng của thiên nhiên, phải trải qua những lớp huấn luyện đặc biệt về những kỹ năng leo núi trong nhiều năm liền, mà chỉ cần yếu tố đầu tiên thôi cũng đã khiến nhiều người chùng bước. Chỉ riêng giấy phép đặc biệt cho Nepal NMA cho tôi biết, mới năm ngoái, một đoàn thám hiểm người Mỹ gồm 12 người chinh phục Everest. Do đoàn này quá nổi tiếng nên chính phủ Nepal đã giảm chi phí giấy phép cho họ xuống 110.000 USD, thay vì
điện thoại vệ tinh, bình thở, mặt nạ oxy. Tối thiểu cũng phải 50.000 USD cho một người trong một chuyến chinh phục du hành từ 30 đến 60 ngày. Chưa hết, tất cả những người chinh phục đều phải xuất trình giấy chứng nhận đã trải qua những khóa đào tạo leo núi chuyên nghiệp do các tổ chức leo núi cấp quốc tế tổ chức. Trung bình mỗi khóa đào tạo kéo dài từ 1 đến 3 năm. Vì sao quá khó khăn cho việc chinh phục Everest? Tôi hỏi. Ông Ang Serin chỉ cười. Nhìn đỉnh núi như vậy, nhưng chinh phục nó là chuyện cả một đời. Everest Base Camp chính là trại huấn luyện lớn nhất của những người leo núi. Có những người đóng trại nơi đây cả năm trời để nghiên cứu, khảo sát, nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn không chinh phục được Everest đấy. Chỉ riêng từ đây lên tới trại 1 và quay trở về rút kinh nghiệm cho chuyến lên trại 2 cũng mất từ 6 đến 8 ngày. Việc đưa ra những quy định nghiêm ngặt như thế để ngăn chặn những người liều mạng leo bừa. Nói theo châm ngôn của người Việt Nam, tức là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Everest hiện dần ra trong sương sớm vô cùng ấn tượng. Tinda bảo chúng tôi đã có một ngày quá may mắn, bởi những đám mây cao nhất gần như phủ phục dưới chân nóc nhà thế giới. Giữa trời và mây, chúng tôi cắm lá cờ tổ quốc lên nền trại Everest Base Camp như đã giao ước để mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Một nhóm lữ hành người Hàn Quốc vừa lên sao cũng vội chạy đến hòa vào niềm vui chung. Nóc nhà thế giới vẫn sừng sững như một thách thức. Bao lâu nữa lá cờ Việt Nam sẽ được 8.848 mét? Tôi được biết nhiều nước đã đưa việc chinh phục và cắm cờ lên đỉnh Everest vào chương trình của quốc gia. Indonesia đã chi hàng triệu USD để cắm được lá cờ của mình lên đỉnh vào năm 1997 sau hàng năm trời luyện tập. Philippines cũng đã chi hơn 2 triệu USD để thành lập đội leo núi chuyên nghiệp đưa ra nước ngoài huấn luyện để hy vọng năm 2007 sẽ chinh phục thành công đỉnh Everest. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.